Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Theo kế hoạch, từ tháng 7 năm 2024 đến hết tháng 9 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các sở ban ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi. Đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi và già hóa dân số, biểu dương điển hình tiên tiến tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của người cao tuổi. Từ tháng 10 năm 2024 đến hết tháng 12 năm 2024, các sở ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương tổ chức đợt cao điểm tháng hành động vì người cao tuổi, tập trung vào các nội dung thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.